Bây giờ thì cô nói đi, cô đã làm cách nào để được vào đây làm việc? Ý bà tổng giám đốc là sao? Đừng có giả bộ ngây thơ trước mặt tôi. Có phải cô vẫn lén lút hẹn hò với thằng Gia Bảo nhà tôi, rồi cô nói với thằng Gia Bảo là xin ba nó để cho cô được vô đây làm đúng không? Tôi không cần phải làm như vậy. Tôi được nhận vào làm ở đây là bằng chính năng lực thật sự của mình. Tôi không cần phải nhờ ai giúp đỡ hết. Bằng năng lực thật sự à? Vậy tại sao không vào công ty khác để xin làm việc mà phải là công ty này? Bởi vì nhất định tôi phải làm việc ở công ty Thành Phát. Cô nói gì hả? Phải như vậy thì tôi mới có thể chứng minh cho bà thấy. Con nhỏ Lan Anh mà từng bị bà sỉ nhục, con nhỏ Lan Anh mà bị bà đuổi ra khỏi bệnh viện một cách nhục nhã, con Lan Anh bị đuổi ra khỏi phòng trọ đến nỗi không còn chỗ nào để đi. Tôi muốn cho bà thấy con nhỏ đó là người như thế nào. Chỉ cần tôi có quyết tâm thì bất kể chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Trước khi cô muốn bước chân vô chỗ nào thì cô cũng phải xem chỗ đó có thích hợp với mình hay không chứ. Cô nghĩ nơi đây là phù hợp với một loại người như cô sao? Với những thành tích mà tôi đạt được, tôi nghĩ cũng đủ khiến để tôi có thể ngẩng cao đầu nói chuyện với bà. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép bà tổng giám đốc ra ngoài làm việc. Đứng lại! Tôi chưa cho phép mà dám đứng lên đi như vậy hả? Chỉ tại tôi còn nhiều công việc phải làm. Cô đừng nghĩ với một chút nhan sắc và đầu óc như cô thì có thể lên mặt với người khác. Cô đừng quên, cô chỉ là một con sinh viên nghèo mạt, một đứa không nhà không cửa và là thành phần gây rối xã hội. Tôi còn nhớ cô là người đã có tiền án. Cô vô đây là có mục đích gì? Vì Gia Bảo hả? Cô giới tới sao? Điều đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay.